Tôi sợ nó vô nhà mình nữa mọi người. Game cơm chiên trứng. Ừ game cứ chơi đi nha. Ừ nhiều người cũng chơi mà không sao đâu. Game này ghê không à, ghê ghê chứ, kinh sĩ mà. Chờ xíu để tôi để tôi chỉnh màn hình cái. Đấy, được chưa? Vậy đi nha. Cứ chơi đi, cứ chơi đi nha. Trời, mấy game nhẹ mà lót đâu dữ vậy. Không tốt rồi, đâu nữa. Vâng. Tôi cảm thấy quá đói. Tôi chưa bao giờ đi ngủ trong tình trạng như vậy. Tôi tốt nhất là nên xem cái dạng không. Bây giờ đi kiếm gì để ăn đấy. Rồi. Trời ơi, má ơi, đồ họa đẹp dữ chưa. Bật đèn lên. Có gì ăn không? Cái gì trời? Red Spire. Ăn nem nè nữa. Trời ơi cái gì vậy trời? Cái gì mà ăn nem? Em tí à? Cái gì của em tí chơi cứ gian đâu? Hả? Cái gì vậy? Cái gì đây? À, cái tờ rơi. Tờ Chinese Away. Trời, có vẻ ngon đấy. À, nhưng mà nó chảy rồi. Tôi không có đủ tiền. Tôi nghĩ rằng tôi nên ăn trứng chiên. Cơm chiên trứng hả? À, cơm trứng chiên. À, rồi. Ok. Vô tôi được chết là quay quá. Bây giờ đi ra ngoài đúng không mọi người? Để gì nào nhỉ? Trời, có hướng dẫn gì đường đi gì không? Sao đi vô thức vậy? Nô bác à. Trời ơi má, tôi lái xe khổ ghê á. À, cứ chạy mà chạy thôi hả? Rồi. Đấy, hợp lý chưa? Trời, tôi đang nghe gì trời? Có đúng đường không vậy? À như gần tới rồi kìa. À đây đúng không? Rồi rồi ở đây nè. Đậu xe đi. Rồi được, cho tôi ra. Ra lúc nào? À, screen Red gì đó. Vehicle gì đúng chưa vậy? À ra đúng không? Rồi. Quán cơm người Tàu nha.
Xin chào, tôi giúp được cho anh một cơm chiên trứng. Dĩ nhiên có sẽ là 2.000 ấy nha. Ok. Ôi chết mẹ, tôi quên em tiền rồi. Tôi phải vô lái xe về nhà lấy tiền ngay. Đưa anh rửa ổn. Đồ ăn của anh sẽ tới như vài phút nữa. Nó sẽ sẵn sàng cho anh quay lại. Đừng có câu ở đấy, chứ người đóng cửa rồi. Trời ơi, tỷ quên đem tiền rồi sao? Trời ơi, cha nội mẹ ơi. Ông nào đây? Ông nội nào đây hay nhìn giống sát nhân nhỉ? Tỷ đi ăn ơi, không ăn tiền mọi người. Trời ơi, không ăn tiền hết trơn nè. Bây giờ phải đi à? Trời đảnh hán ghê mọi người. Chị chạy về lấy tiền rồi. Tao phải chạy về lấy tiền nè. Xàm xàm sao ấy. Ừ. Về nhà cũng gần đâu. Hello. Ừ, cũng tính vậy á. Vô ngủ đại mẹ đi, ăn gì nữa. Về lấy tiền xong quay ra quay lại, người ta đóng cửa mẹ rồi. Đúng không? Thấy rồi, người ta đóng cửa mẹ rồi còn gì nữa à. Sao đi khó đóng cửa vậy? Ủa? Sao đi ăn khó đóng cửa nhà lại? Trời. Trời ơi, hơi chết cha rồi. À đây. Ít thấy được tiền xưa. Tôi nên quay lại và trả tiền. Rảnh háng ghê mọi người. Má game mà đúng đạo của mày sẽ làm luôn á. Rồi đi nha. Ừ, mở nhau một game nha. Trời ơi. Rồi đi ha mọi người, đi ăn cơm chiên chiên trứng, cơm chiên trứng nha. Rồi công nhận meo hay nha. Vô phát là nhìn được liền. Anh là phải ngậm một hồi mới ra đấy. Cơm chiên trứng nha. Rồi. Sợ đi ăn sao mình biến thành đồ món ăn hả? Ghê vậy em. Xem có thể tưởng tượng được như vậy. Kìa. Giờ xuống xe đi. Sao? Chết cha quá đóng cửa rồi. À chưa. Có gì đó không ổn sao? Vâng không, tôi quay lại với tiền đây. Ý anh là sao? Trả tiền cho cái món cơm chiên trứng nhớ chứ. Có bộ bạn của anh không nói với anh nè. Anh ấy đã trả cho anh cơm trứng rồi. Trời má. Tôi đi nãy giờ cũng còn có người trả tiền cho tôi à. Bạn của tôi. Vâng. Người đàn ông đã tới với anh lúc nãy đấy. Anh ấy đã trả tiền. Anh ấy mang cơm trứng thẳng qua anh luôn rồi. Anh ấy phải là bạn của tôi. He let. Hay là anh ấy để, cô để cho anh ấy ăn bạn của tôi à? Ừ quên. Anh ấy nói với tôi. Ôi dìa, tôi xin lỗi. Chúng tôi phải khóa cửa lại. Ờ gì ta?
Nhưng tôi sẽ yêu cầu nhà đầu bếp của tôi làm món công hiến khác. Cảm ơn, rất là tuyệt vời. Chờ ở đây. Tôi không tin điều này được. Tại sao người đàn ông lấy đàn của tôi? What a loser. Đây rồi, xin lỗi vì đã trễ nha. Đừng quên mang coi như giới thiệu đi. Chúc ngủ ngon. Nhìn hấp dẫn đấy. Về nhà. Hợp lý nha. Trời, tôi mê cái tiếng nổ xe ghê như thật các mọi người. Rồi, đi nha. Rồi, đi luôn. Ơi vậy? What? Thằng nào ném bạn lên xe tao rồi? Check in nào to your car. Thằng nào ném? Đó là cơm chiến không? Không tin được. Ai đó đã ném với tôi? Cô đã phải sợ rồi. Tôi muốn vào ngoài này, tốt nhất là lái chậm về nhà thôi. Rồi nhanh. Trời ơi trời, mà hơi bể xe luôn mọi người. Tôm nhận phí của ghê mọi người. Đã không có ăn rồi mà còn gặp mấy cái đứa đó nữa. Rồi, let's go. Nhanh. Rồi, làm việc thôi. Ai gọi điện? Ai? Ở đâu? Ở đâu vậy mọi người? Ở đâu vậy? Hello? À đây. Cái gì vậy? Ủa, bắt máy rồi, im lặng luôn rồi. Rồi, cảnh sát, đúng rồi. Có ai đó đã ném cơm chiên trứng vào xe của tôi. Excuse me. Cơm chiên trứng vào xe của tôi. Có phải là trò đùa không? Trời, gọi cảnh sát như không mọi người. Không. Nó đã phá hư xe của tôi. Tôi có thể bị giết. Anh vẫn còn ở hiện trường tai nạn không? Không, tôi lái xe về nhà rồi. Đừng để phí thời gian. Mẹ, gọi cảnh sát cũng không được. Thôi gọi cho mẹ nữa được. Ừ. Biết đâu là một ending rồi sao? Xin chào, là con đây. Con không ngủ được. Con đi, bây giờ rồi, trễ. Ta có làm thức mẹ không? Có. Ta có gì đã xảy ra? Tôi chỉ đói thôi. Để cái xe snack. À không. Thì anh không có nói vậy kia. Trời, có nó ăn kìa mọi người. Good night sleep.
sau khi hoàn tất. Ủa giờ xong rồi à, bác chú Kim nè, chỉ vậy thôi. Thôi khoan, hình như là hai ending đúng không? Hình như là có tới mấy ending này à? Từ từ để tôi lên mạng coi thử coi. Không nhanh gì đâu mọi người. Từ từ, hình như là nhiều ending lắm á, không phải một đâu. Đúng rồi, còn nhiều ending lắm mọi người, chưa còn nhiều ending lắm, còn nghe cái này chỉ mới một ending thôi. It's no good. Chưa mọi người, còn ending nha. Giờ trước tiên là phải tìm hiểu ending đã. Chị chơi xong rồi đổi game chứ sao, phải kiếm được cái game điên mà có thằng sát nhân ấy, kiếm được cái game điên đó. Hello nha, nhưng vấn đề làm sao để mở để có game điên đó ta. À còn một cách nữa là như rồi đi nói chuyện nhiều người nữa kìa. À, người đi nói chuyện xung quanh gì nữa. Lưng ra. À. Rồi. Không quên, cứ đèn pin mà. Chưa có đèn pin. Gì trà sữa? Ok nha. Nè sát nhân nè. Nhưng mà bây giờ mình phải tìm cách để mở khóa cái ending của nó. Xin chào. Chúng ta gặp nhau chưa? Yes. Tôi thấy anh rất quen. Tôi phải nói rằng tôi rất khó nhận ra anh là. Tôi sống cách xa ở đây. Tôi nghĩ chúng ta phải nhớ chúng ta là cái gì đúng không? Đừng, bọn anh không đọc báo à. Có cái gì đó nguy hiểm ở ngoài kia. Vào buổi tối, một mình. Tôi
chưa bao giờ quen cái việc bạo lực trong cái thành phố, trong cái thành phố này, trong thị trấn thành phố này. Không có nơi nào mà bình yên và an toàn hơn cái nhà của tôi à. Ngồi không chơi. Thế là cả. Giờ sao anh về nhà? Quan ý là trời, ở đây coi tao mà nó chuyển qua quảng cáo nữa. Ở nghĩa nào nhỉ? Nói chung là một mớ nhiệm vụ luôn mọi người. Để coi coi. Chạy về nhà đúng không? Quen lấy cái này là đi đi sau nhà thôi. Thôi chơi mọi người ngày mai nha. Bữa nay là tôi khá mệt nên chơi mấy game gì nhẹ vậy thôi. Ngày mai mai tôi sẽ tải về một cái game hay hay chơi nha. Cái kiếm ở rồi, tiền 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 đây bước tôi đang quay đó là kiểm tra. Rồi cái gì mua mấy chú ngộ ghê ấy nghe. Ừ, thích chơi với bạn không đúng không? Rồi đi thôi. Nè. Nè, à đóng cửa nè. Rồi, cho lướt vào luôn.
cái gì nhỉ? Nói chuyện với ông này đúng không? Này, tôi có một số việc cần nhờ anh. Tôi cần một chút tiền lấy xe buýt à. Giúp đỡ nhau chứ. Some spare coin là sao? Chỗ này thôi. Hai là người hùng. Nhớ thấy ông đi chơi ông không còn nghe điện thoại công cộng gì nữa. Là sếp là thử rồi. Là sếp rồi. Là đây tiền ở gọi gọi đó. Không được. Rồi tôi nhớ ông đi chơi gọi được đó mọi người. À còn phải nhặt đồ ăn nữa. Quên. Rồi. Đường này nhé, không cái đường này về à. Rồi, đi phải an toàn nhỉ. Đấy. Thằng nào chọi, thằng nào chọi tao đây coi. Từ từ để xíu mọi người, cái anh điên này làm sao ta, cũng như phải đi đâu để thấy thì tao. Khoan, hỏi ý là như chưa đúng mọi người, như vậy về mặt nhiệm vụ chưa đúng đâu. Còn một ending nữa. Làm sao đó mình mở khóa được ta, game khó vậy. Hồi tính ra kiếm được đúng cái ending của mình là mấy phút luôn á. Nghe đây. Đây là Chinese Takeaway à. Chúng tôi có nước uống à, ending mới nè, chúng tôi có vài cái lon bia cho anh. Làm ơn tới và nhận nó nhé. Kriya rồi là xác nhân vụ mình tới rồi mọi người, đúng rồi đó, này mới đúng ending nè. Rồi
Rồi chọn cái nào đây? Rồi ok, đi luôn. Tôi gọi cảnh sát rồi. Anh cảnh sát có hỗ rồi đi. Tôi số định quay được hai quyết tâm mệt, tôi nói cho đi bộ rồi, đi bộ mà cho đi bộ là chết, đi bộ là ngẫm nha, đi bộ, đi bộ mà. Đi bộ thật đó anh em à, rồi đi giữa đường vắng luôn, có ai không? Alo, sợ đừng nhá. Ôi ôi ôi, tôi chết mẹ rồi, sao vậy? À không đi bộ à, sắp nhanh đấy, sắp nhanh đấy. Giờ tôi nghĩ là về nhà nó sẽ cho mình ngẫm đó mọi người. Rồi đi. Gì đó? Cái gì vậy? Hello. Free beer check à? Tôi biểu gì, chúng tôi bận dọn dẹp rồi, lấy nước vào đi nhé. Làm sao không mà hình như vô đây coi thấy thấy có xác chân cái gì á, không đơn giản chỉ vậy đâu. À ở đây đúng không, phía sau. Cảm ơn quý nha. Ôi gì kìa, bọn họ đều đã ngủm, điều đó không tốt, gọi cảnh sát thôi. Ui, phải gọi cho cảnh sát. Faster go home. Tôi cần tiền để gọi điện cho người ta, không có tiền không gọi được. Ờ à, đúng rồi, chết. Ở cái ending hồi nãy tôi cho tiền cái ông vô gia cư rồi, tôi cho ông vô gia tư tiền rồi, bây giờ không có tiền để gọi cảnh sát mọi người. Yeah, và cái ending kế tiếp thì mình sẽ không cho tiền ông vô gia cư. Rồi lại đi thôi, nhanh lên, đi đi về ngay nhé. Bộ dễ quên để xôi mọi người. Vậy là ending kế tiếp mình sẽ gọi cảnh sát đúng không? Ở tới nhà rồi. Oh, come on. Chết mẹ, chắc nó vô nhà mình rồi đó. Tôi sợ nó vô nhà mình nữa mọi người. The fuck? Người sát, người đàn ông lạ đã tóm tôi.
Trời ơi Thanh ơi, em cần phải la to vậy không em? Đợi xíu, kiếm thêm một anh điên nữa rồi ốp. Ừ. Xuất mắt vậy đi, nó có tới 4 anh điên liền kìa. Vậy phải, vậy là không cho tiền thằng kia nha. Tùy thôi, tùy cảm nhận mọi người thôi. Chứ nói thiệt mọi người ở nước ngoài người ta thường người ta live stream mấy game như vậy á. Tùy tùy gu thôi mọi người. Không đáp ứng được hết tất cả đâu nha. Từ từ để làm ván cuối coi. À, còn một cái anh điên nữa, tôi nghĩ là chạy vô người thấy là sát nhân rồi mình chạy liền, tôi nghĩ vậy á. Thử coi. Vậy vậy anh điên nó rõ ràng rồi. Để về để xem nhé. Rồi, đi. Mà tôi nghĩ nếu mà có gọi cảnh sát á, thì nó cũng đâu có tới nhà mình đâu. Nó cũng sẽ tới chỗ cửa hàng mà. Ê, đúng có người núp nè. Đúng rồi, có thằng nào núp trong trong ấy nè.
Rồi sao? Cái gì? Ừ, biết mà, biết em đâu, đâu có xem đâu. Rồi, rất bị sợ đúng không? Mai thì chắc rồi đi. Rồi đi nha. Thử thử coi. Như vậy chắc đi theo cái thằng kia để coi nó làm gì. Mình thấy cả người mình lần theo nó để coi nó có làm gì. Rồi nha. Tôi dần dần theo nó, cái nó xử mình luôn mọi người. Thì theo nó coi có làm gì. Đi theo nó coi có đang làm gì. Nó không tâm mình tới bước đó đâu. Nó làm gì ta. Thử định nó coi. Rồi tới nhà mình kìa. Quay 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 mày tới nhà ta làm gì vậy? Trời mẹ. Fuck. Chưa, vẫn chưa anh đi. Cứ cầm một anh đi nào khác coi. Gọi cảnh sát đúng rồi. Phải gọi cảnh sát cho bằng được. Làm ơn lần này nhanh nhanh giùm tôi nha.
bốn ending em, nãy giờ mới có hai thôi, nhưng mà anh cố gắng lấy một ending nữa là thôi nha. Ok. Chụp cái ending, trời ơi, cái ở không mà ngồi mò hết á. Về nhà lấy tiền nữa. Ngày của anh nè, tới vậy thôi. Hơi chút xíu, trời ơi. Cái gì? Lần này phải gọi cảnh sát mới được. Rồi đi. Ok nha mọi người, đi nha. Có đâu, kịch bản game nó vậy đi em ơi, có khóa cũng vậy à. Hồi nãy trên cũng đóng cửa rồi mà nó cũng vô được á. Cậy đi, cậy đi. Rồi. Lùi lại, game gì vậy? Cơm chiên trứng nha. Tên game vậy á.
Tên game là cơm chiên trứng nha. Kinh dị em ơi. Đây nè. Ê, rồi, ok, đi. Nói chung là đi mua đồ ăn cái bị sát nhân thủ tiêu nha, chỉ như vậy thôi, bị sát nhân theo dõi tới tận nhà xong rồi nó xử vậy đó. Tôi không dám định đâu, tôi không dám rình nữa đâu nha, sợ quá rồi. Giờ này chắc bận hay sao không thấy đi ăn. Chắc bận á. Ồ, cái gì trời. Lại nữa, suốt ngày gym. Cảm ơn bò béo nha. Ok, tôi đi quay đúng không? Nhìn vô cửa sổ. Rồi giờ gọi cảnh sát thôi. Chưa chưa chuẩn bị em ơi, xong ngày là lớp nha, chơi tiếng rưỡi rồi. Bữa nay anh chơi nhẹ nhẹ thôi à. Gọi cảnh sát. Rồi, cảnh sát điều tra. Khi cảnh sát đưa bạn về nhà, bạn phát hiện nhà có đảm bảo sẵn. Rồi cảnh sát đi vào trong, vợ thấy người đàn ông lạ đang trốn trong góc. Anh ấy hành động rất là khác thường. Và nhưng họ đã bắt anh ấy vì cái tội sát hại người khác. Còn cái phần tệ nhất là chờ bạn về nhà đúng không? Ăn tháng ta đã ăn cái cơm chiên trứng của bạn. À, cho lúc chờ bạn về nhà hắn ta ăn luôn phần cơm của bạn. Trời ơi. Rồi, khét đâu khét. Rồi thôi, đêm nay nhẹ nhàng vậy thôi nhé. Tại bữa nay anh mới khám bệnh ấy. Mình không có chơi mấy game mà là nặng nặng được nha. Chơi vừa vừa thôi. Ngày mai sẽ chơi game mới nha. Sẽ tải game kinh dị luôn. Đồ họa mới chắc luôn. Hôm nay vậy thôi nha. Ok. Bye mọi người.
ngày mai chơi nha, để tí anh nhắn em cái tên game cho. Ừ. Để chút anh gửi em cái tên game cho em coi em biết không nha. Để tí nhắn tin cho. Ok. Ừ. Rồi 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 vậy nha. Ừ.